Kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh mạnh đang tràn về. Từ đêm nay thì miền Bắc sẽ xảy ra đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay. Còn với khu vực miền Trung thì sẽ có mưa lớn trên diện rộng. Bởi vì ngoài không khí lạnh dồn xuống tương tác với địa hình thì còn có thêm cả đới gió đông ở trên cao liên tục hội tụ mây ẩm và gây mưa. Và đợt mưa lần này thì có thể là sẽ diễn ra trong cả tuần tới. Cao điểm mưa lớn là các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm. Diện mưa trải rộng từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên. Trọng tâm mưa lớn sẽ là Quảng Bình đến Phú Yên với lượng mưa là từ 200 đến 500mm và có những nơi là trên 700mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi ta luy. Ngoài ra thì hiện tượng ngập lụt cũng có thể diễn ra tại những khu vực trũng thấp do là mưa dồn dập khiến lũ dâng cao. Từ thứ Hai cho đến thứ Bảy tuần sau thì các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định và Bắc Phú Yên sẽ lên ở mức báo động 1 đến báo động 2. Có sông ở trên báo động 2 và đặc biệt là các sông ở Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đề phòng lũ lớn ở mức báo động 2 đến báo động 3 và có sông trên báo động 3. Với đặc điểm ở miền Trung là sông ngòi thường chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam hoặc là Tây Đông, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ ra biển. Do địa hình là hẹp, ngang, sông ngòi thường nhỏ, ngắn và có độ dốc. Thế nên là khi xảy ra mưa cường độ lớn, tập trung trong thời gian ngắn thì tốc độ dòng chảy trong sông ngòi rất lớn và chảy xiết. Vì thế, lũ ở khu vực miền Trung lên rất nhanh và đột ngột, có thể gây ra các trận lũ lụt nghiêm trọng và gây ra nhiều thiệt hại. Vì vậy, người dân ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi được cảnh báo là sẽ có lũ cao trong đợt này thì cần chủ động các biện pháp để phòng chống ngập lụt. Chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực khác trong tuần tới. Bắc Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh thì từ đêm nay sẽ xảy ra đợt rét đầu tiên trong năm nay. Tại thủ đô Hà Nội, hai ngày đầu tuần sẽ rét cả ngày với mức nhiệt là không vượt quá 24 độ, còn về đêm thì chỉ từ 17 cho đến 19 độ. Các ngày sau đó thì trời chỉ rét về đêm và sáng sớm, ban ngày vẫn có nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ thì tuần tới mưa rải rác về chiều tối, tập trung nhiều hơn ở khu vực Nam Bộ, cần phải đề phòng với sấm sét và gió rất mạnh. Đến đây thì bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Bây giờ sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước trong tuần tới.